Hòn đảo xinh đẹp và yên bình. Sardinia tại Italia sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt khi WRC trở lại. Chinh phục những con dốc kinh điển và vượt qua giới hạn của bản thân để tìm ra tay đua xuất sắc nhất. WRC Sardinia Italia trực tiếp từ ngày 1 đến 4 tháng 6 trên cả cộng.